chặt mới được. Nó đâu được cái hoài mà. Có 5 7 8 trái mà trái nhỏ không à. Cầm tay, cầm tay. Bữa nay anh vô làng đây, làng ở đây người ta cũng phát hiện anh lâu rồi mà ta chưa biết phải không? Chưa. Bữa nay người ta chứng kiến, ta thấy rõ ràng đó. Đúng rồi. Rồi, ở đây nhiều quá các bạn ơi. Đang coi anh núi, anh đang leo dừa như khỉ nha các bạn. Anh đang chuyền từ ngọn này qua ngọn khác. Anh đi bằng bẻ dừa không đó các bạn? Cây thứ mấy ơi? Cây thứ ba rồi, nhưng mà thứ ba đó. Nhưng mà cái ổ ông mặc, ổ ông ngồi nó quánh vô giò rồi. Chết chà. Ông mặc mặt đéo. Ông ngồi làm sao ba lấy cái dao chặt cái hoài nó mới được. Đâu? Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn. Mà bắt hư hoài vừa quánh ơi. Trời ông ngồi, ổ ông ngồi. Đâu đâu đâu. Đóng mà, mới đóng mà. À, một ly uống bụng mình không? Ờ cái đó à, đó đó. Đâu 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 đi. Rồi qua cây thứ mấy quên rồi. Cây thứ ba rồi đó. Rồi cây này là qua cây thứ 6 nè mọi người. Đó, không qua cây này, cây qua bển là cây tới con đi răng đây là con cây thứ 6 rồi đó. Ủa qua cây này rồi con ông nó còn bu theo nữa ta. Trời ơi thì nó lượt vậy đó, giống ông ngồi muốn một quẹ nó chín như chín vạt nó quẹ đâu. Ảnh như con khỉ các bạn. À, khỏe không? Khỏe. Năm được cây đó cây thứ 6 đó nghe anh ơi. Cây này qua cây kia là cây thứ 7 đó. Khán giả đông quá các bạn. Đang đứng trên cây thứ 6. Ở nhà cũng cây cây này đang xuống cái con bay rồi, cây này ba nói rồi quan được con núi ơi. Không cây này. Cây cuối rồi, cùng. Giờ núi xuống rồi mọi người. Hả? Núi mệt thì núi xuống rồi đó. Mệt rồi. Coi xuống xuống. Cây thứ 7 thôi. Đi vậy mấy anh cũng tin rồi phải không? Rồi rồi vậy đó. Vậy anh tin chưa? Đi vậy mấy anh cũng tin rồi phải không? Tin rồi. Đi xuống mệt đi chứ. Chứng kiến là núi là đi được 7 cây dừa. Đánh ra nha. Thứ 7 được rồi. Đánh ra nha. Rồi rồi rồi. Nó giống lặn với nước mà nó lột ba trái dừa khô khi tàn cái nhân là xong ba trái vậy. Cho chơi chơi dữ không? Không chơi ác không? Chơi dữ không? Nó nói khi lên khi đó là rồi. Quá hay. Rồi đứa đã thành công. Thôi bây giờ để hẹn bữa nào đứa đi chứ bây giờ bữa nay vậy là hơi đủ đủ được rồi. Đủ rồi ha. À, chưa có hết cái nghề của núi đâu nhưng mà hẹn lại hôm nào nữa đi. Anh em mình còn gặp, nếu không biết thôi, biết thì gặp hoài chứ gì. Thôi thôi, đi là à, bữa nay tạm cho người núi nghỉ mệt. À, rồi mấy anh em mình nghỉ mệt luôn đi. Chứ núi còn nhiều trò lắm, để hẹn hôm nào. Mình nếu mà núi làm hết luôn hôm nay, mấy anh mai mốt không xuống tìm núi đó đâu. Núi lễ cho mấy anh tìm núi nữa. Hai đứa xin chào tất cả khán giả cho mọi người nha. Bữa nay rồi, mai mốt ai xuống anh nữa. Bởi vậy mình làm mình giữ lên hết đỉnh. Làm một phần thôi, đừng mai mốt làm phần nữa rồi, mai mốt làm phần nữa. Anh em ơi. Mình về tạm biệt các bạn không? Ủa, ở này con em mua anh mà. Mấy anh chở gì mà anh lấy luôn đi chứ. Cái này mua giao cho người ta. Đi giao đi. Hôm nay vô trong đây gặp anh núi, chèo dừa như bá đạo như khỉ đó các bạn. Vừa có ăn chứ vừa mát nhẹ cái mắt cửa. Tiên mấy con ơi, nghe chăn cái giọng á. Ờ, trời ơi, giao đi, mấy cháu uống rồi, giao vậy. Ờ, chặt cuốn đi. Ta trang điểm mà. Ờ, nói lại, mày bỏ coi đi, cho cái công ty. Bằng chắc, để đó đi, để đó. Mai mốt ảnh có mấy cái nghệ sĩ mướn anh đóng phim luôn đó chú ơi. Là anh đi về bằng xe bốn bánh á. Cũng mấy ông lớn lớn tuổi thấy mình đi. Nhưng mà ta dễ thương ta mới nhận con nuôi. Đúng rồi. Mà núi thấy cũng dễ thương thiệt á. Để người ta tự mày dễ thương ba, có vô ba nhậu đâu mày nói mày vô tao mày thương tao mày có vô đâu? Cấp trước có vô, cấp này con đi làm tùm lum mày con ít có vô. Hả? Em cũng dễ thương mà. Thôi uống uống nước chè kia nè. Thôi lỡ chả. Mày có tài đâu? Đem đi chu sấu được. Rồi cho con mượn cái dao đó. Chặt mẹ đó, chặt đó. Chặt uống đi. Ngã cậy để lọt. Thông tin ảnh là lặng.
tiếng là xuống dưới mò anh. Ê, cái đó mình cứ đem lên cái ảnh ơi hỏi sao mà là cái thứ mà chơi lặn á, từ sáng tới chiều đó lặn kiếm vô bụi cỏ lên tắm rửa thay đồ đi chơi đi, chiều về đội thứ đó lặn lại. Lặn một lặn từ sáng tới chiều mới lên đó hả? Nổi tiếng mà sao không... ở đâu? Dạ mấy chú ở đó lên trong tiếng luôn với bộ đỉnh thử đi hả? Dạ ổm ở Bình Dương xuống quay ảnh mà mà đó hả? Dạ có nhiều người biết núi là nổi tiếng đó ta. Mà chưa lên chú tóc. Cái vừa 20 mét mà dám chặt cái đầu trước á, 20 mét bà cao. Sao không? Chặt cho mấy chú đây cho chào uống không? Mình sau này cái anh em mình kiếm chỗ nào đó cái anh em mình làm chầu. Nghe nhỏ muốn mà. Quầy này nãy đừng bể thì nếu mà ghe nó mua 55. Quầy nãy nó bể rồi còn có 8 trái đó. Ông kia hả? Không phải cái trái gớt nãy còn trái không? Còn trái. 5 trái anh chặt trái mà. Dạ. Không, ý là nói cái quầy 3 trái gớt kìa còn trái chưa bể. Không có cái quầy này hồi nãy. Quầy 3 trái gớt còn trái còn nguyên. Nãy này 5 trái, lấy có trái chặt rồi. Nước chảy nước mà nó không ra nước nhiều. Rồi còn không lấy lại nó đổ vô luôn. Nãy em rồi. Chặt đưa luôn à, sao uống được. Trời ơi, cái nước không ra nước nhiều. Cái nói gì không hiểu luôn á ta. Nước, nhưng mà nó nứt cái lỗ nhỏ giống như là nó bể mà nó không chảy nước hết trái không bị gỉ nước á chứ em mà nói không gành nó chảy nước mà không ra nước nổi tiếng đó các bạn ơi. Thiếu biểu diễn cái nữa à, trái này nó có ca cháo dễ ngon hơn mấy trái này, hai trái này kia biểu diễn dữ hơn nữa hả? Vừa sướt bằng găng thôi anh ơi. Không là sướt bằng găng nó dính cho nữa. Cái này là phần đầu nhẹ hơn trái nãy nè, trái này mềm hơn trái nãy nè. Ừ thì anh cứ bỏ ra hai trái nè nè. Uống cái đi rồi 12 trái. Rồi 8 trái đi còn tháng sau gửi bù 2 trái nữa. Bây giờ trước mắt là cái hậu trường ở đây là ở trong nông thôn của mình đi. Một ngày anh núi sẽ được nổi tiếng, anh sẽ có cái hậu trường rất nổi tiếng hơn nha các bạn. Dạ đi, dạ hết đi. Nhiều trái xin nhiều. Trái này núi đập bể luôn nè. Sớm muộn vậy em cũng đi xách vali đi nước ngoài à, có quay phim lại không? Vừa này bự hơn chứ vừa hồi clip đó nữa đó. Rồi lấy cái dao ra để cho anh biểu diễn thử coi. Rồi anh tính chính lại anh coi cái nó có bể không? Trong ngoài mà. Nước gì chưa? Để mình xem xét coi vừa nó có bị thử trước không nha. Ê thấy một cái lằn này nè. Phải nói con. Mấy lần? Một lần. Ê một lần là kỳ lắm. Một đường. Một đường nhưng mà cái đường này là không phải nứt nha. Cái đường này là cái sẹo. Cái thẹo dích gì của nó nè. Phải lúc nó mới vừa ra trái non đó là cái trúng cái bông của nó. À. Vậy mình lấy cái vườn khác. Đây là núi đây. Không, trái đó. Không, chỉ là trái này là trái. Không tin là lấy cây khác rồi. Không tin là trái đó thấy đường kìa. Không tin này, kiểm tra cái khác rồi. Trái trong quầy mới vừa dứt ra luôn các bạn. Trái hồi nãy là nó hơi bị nứt rồi. Đổi lại trái khác. Trái này cứng lắm anh Núi ơi. Hồi nãy đấm hồi clip kia đấm không? Đấm bể không? Giờ quánh trọ. Hồi clip kia ở chằng clip gần không? Quan cho em. Trời. Vừa nó rớt xuống cáo. Sợ không trúng lỗ đanh. Nó mẻ lỗ đanh. Cái lủng lỗ đanh cái xe chạy dắt ổ gà công nghiệp người ta. Quá trời cơ anh. Chưa nghe chưa? Cao thủ thiệt. Đó anh có tập game không anh Núi? Không cưng, anh tập trên đọt dừa không à. Anh leo lên leo xuống vậy là thành tập game luôn. Cơ cái này đó hả? Quá cứng. Trời, trời, anh rộng chuột á anh Núi. Rộng chuột á. Quá cứng. Anh rộng chuột thử coi.
Quá dữ. Quất lên hành lý của Long rồi đấy nha. Đọc nha. Đấy. Đầu hay là tay? Rồi, à. Quá hay. Thử cái cà vô giùm anh ba vậy đó. Mày không trời ơi trời. Giúp tay. Trời. Quá hay. Đây là vừa cháo đầy đủ nha. Cháo rồi, khán giả dạ luôn ạ. Cháo tay thật lớn nha. Còn đây là trái tiếp theo. Nó hả? Dùng chỏ. Nó hả? Đó. Bể luôn cả nhà ơi, vỗ tay cái coi. Nghe mấy nãy nói lâu rồi mới đây không biết. Mỗi lần đi ăn dừa là của núi đi ăn. Chạp cái coi. Làm ảnh đi vậy. Rồi. Hay lắm. Ăn mắt chứng kiến là anh núi bữa nay là rất là giỏi luôn anh núi ơi. Ăn không? Ăn với em miếng anh gì đó. Trời ơi anh cũng cạp giống em luôn hả? Chơi luôn. Thử thôi. Bây giờ chừa cho anh miếng nè nào. Một pha biểu diễn của núi rất thành công hả mọi người. Vậy là tất cả anh em cùng tin rồi đó nha. Núi xin chào tất cả mọi người và khán giả cùng uống nước chừa với núi. Và núi xin hẹn lại video sau. Rồi xin chào mấy anh em nha. Anh em chào núi nha, núi chào anh em luôn. Chào núi nha. Rồi, núi chào anh em. Rồi, núi về cho mẹ. Chưa về uống nước chưa nè. Cái đi. Để ăn đem ra ngoài á. Cái này vuông nhà của anh hay gì? Trời trời. Quá trời luôn rồi. Con tôm này cỡ mấy con ký trời. Quá bự ha. Cái này là con tôm càng hả? Con sú á. Con sú mình đó hả? Ừ. Cái ngoài kia để quay lên rồi coi lắm rồi. Trời ơi trời. Ê ê Chánh ơi. Có đồ mày quay nữa nè. Quá trời cái con tôm mời Chánh ơi. Cầm tay với kìa. Sú với biển quay dữ vậy? Ba con lên kia. Ngoài biển hả vậy? Nó nuôi với biển nha. Mình đừng nói với biển, mình nói vuông vuông. Nuôi cái U Bình Thượng. Vuông vuông. Ôi là trời. Con để lên cái mâm. Bữa nay mình nhậu đi sống nè. Để em đưa ngang thử cái miệng thử đây nó bị lớn ta. Trời ơi là trời nó mất cái mặt luôn rồi. Thôi được. Trời ơi trời. Vuông dữ đó hả Linh? Cái này mấy con ký ta nhiêu đó chắc nửa ký rồi đó. Con gần 200 gram á. 10 con. Cái này ký này là 5 hết con rồi, 6 con à. Hả? Không, nếu mà con này là có 5 con, 4 con ký à. Con tôm thì bằng cầm tay con trời. Con này có 6 con mấy con nè. Chữ thiệt. Quá trời, tôm biển mà. Trời ơi trời, con tôm bằng cầm tay em bé. Bằng cầm tay em luôn bé gì. Trời ơi là trời, cầm lên chánh. Cầm lên chánh. Ở tôm bự quá các bạn ơi. Đừng để lên cái mặt, đừng kéo dài xuống thôi. Lên cái mặt luôn nội ơi. Quá trời ơi. Con này tầm 300 gram á. Hai con hai bên là rồi luôn. Anh để anh xuống đây. Về các ơi. Yeah. Oh, rồi được rồi. Vô. À, năm anh em đậu đậu đó. Thôi. Em hú luôn nha. Em làm miếng em anh. Em ngồi cái dừa đi, yên tâm đi, bị chặt trái hết rồi. Còn trái anh ơi. Trái đó nó không kẹp cục xuống đây đâu. Trái đó mà cũng xuống là thôi dữ lắm rồi. Rồi cảm ơn luôn. Mâm để đựng ớt. Hả?
Hôm nay đến đây cũng có gì à, đãi anh Núi có ba con tôm à, chà bá lửa với vịt quay đem vô luộc rồi sò rồi à, ống bóng tay gì ơi cũng mồi cũng thịnh soạn à. Để thôi bây giờ là ra lên ơi, hôm nay mình sẽ thưởng cho anh Núi. Mà em thấy núi này chắc lùn mày, không cao đâu. Hồi nãy núi mà núi thấy núi này, núi này chắc là cái gì à, hồng phú tử hay gì á, sập hết bên này. Núi sập, núi sập, ba thay núi sập. Alo. Để tôi nữa tôi nói nó trời. Đâu mà giữ vậy trời. Ai à, núi núi làm con cần lột vỏ luôn nè. Trời trời đụng cái gì làm đó trời. Thấy không? Nè núi làm nè. Trời trời. Đỏ hồng gà cái vỏ gà còn nguyên thấy không? Đen ơi. Bà đen núi trên bà đen. Vỏ thì còn con cần nè. Trời trời. Lột luôn. Ăn luôn nè. Ơ trời 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 trời. Nó trời. Đưa vô bỏ anh lại thử anh ha. Đâu làm bạn thử à. Hay làm lại. Ngồi anh không dám ăn đâu. Dễ nè. Đi lấy cái bọc qua. Lấy cái bọc canh đi. Cái này là mình luộc cái gì sao vậy mấy chế? Đi lấy cái tới canh chứ. Dân me mình ăn hả? Dân me là giống như mình gan rồi mình bỏ trái me vô. À vậy là mình là làm nhiều dữ ha. Mẹ chị mẹ. Thứ hai tên đen, thứ ba tên đuối. Còn đây là gì? Đây là mợ 7, bà này mợ Út, còn bà này là không biết. Bà này không biết, mẹ đi sao? Bà đi sao? Làm nhiều món. Thôi luôn. Lấy hết đúng không? Lấy hết luôn. Thôi bây giờ con xin một bụng con về thôi. Con không nhậu đâu. Xin bụng mà. Xin bụng thôi. Trời đừng nói cứt. Mua thịt trâu thêm không? Phân nó được rồi. Cắt còn không sạch nữa là cái này, thấy không? Lại công công. Lột giùm tôi chừng hết anh em này có đồ ăn sống thì cái tấm cái cửa nó ngâm nước rác rồi đó, đi lột đi dễ rồi. Từ sớm mà được nhiêu đó các bạn. Được nhiêu rồi nè. Bữa nay vô chơi với anh Núi một bữa cho nó linh đình. Món ngon luôn nha. Ok. Dạ. Vô, cô bị sao vậy cô? Cái đó luộc riêng hay luộc chung với sò luôn? Cái tay bị sao? Bị tay biến hả? Bị lâu chưa? Mấy năm mày có nhớ không? 7 tháng rồi. 7 tháng rồi hả? Là sao con không đi chăm cứu? Có đi. Có đi. Nói chuyện không được rõ. À cô thì gõ mà nói khác không gõ. Cơ mà. Cô là gì của anh Núi? Chị hai. Chị hai của anh Núi. Năm nay cô được mấy mươi tuổi rồi? Cô thấy giống lại các 51 52 gì. 52 tuổi. 53. 53 tuổi. Nhà mình ở đây luôn. Hồi nãy là anh hai. Nãy là anh hai. Dạ. Rồi bị là cách đây 7 tháng rồi. 7 tháng rồi. Mà bây giờ cái tay cái giò có bị không? Giò không cái tay không? Giờ đi bình thường không? Ăn uống bình thường không? Ăn uống bình thường các bạn. Đây là chị hai của bạn Núi đó các bạn. Trí nhớ bình thường không? Bình thường. Bình thường mà chỉ có hai ngón tay gì không vậy? Trí nhớ không được chuẩn rồi, tức là bị lúc mà bị tai biến thì có lẽ là bị kêu bằng sao quên rồi ta. Nhớ không nhớ. Ra phía sau coi nhà chị hai của anh Núi coi anh Núi tới trình gì rồi. Trình luộc sò. Đây là đang luộc sò các bạn ơi. Ở đây anh này là sao vậy Núi? Con của chị hai. Con chị hai hả? Chào khán giả các anh. Trời ơi chàng quay lên gì. Dạ, anh là công an huyện Biên hả? Ở chàng, chứ mình giới thiệu mình trong nhà mà chứ mà. Mình trong nhà đâu sao đâu. Ừ. Ê, Núi hồi nãy đi ra ngoài kia gặp cái cây dừa ác của anh. Cây dừa ba đọt á hả? Không, ngay đây nè. Cây dừa đỏ tươi à. Cái lá nó xíp xíp lại vậy nè. Ở đường nào? Đường mấy bên sông bánh á.
ở sát bên nhà mình, mình không biết trời. Cái dừa thấp thấp mà trái quậy quậy bự bự thôi. Trái đỏ tươi. Cái lá nó lạ luôn đó. Lá nó xíp 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 vậy nè. Cái dừa đó làm cái gì, tính làm gì? Em tính bán nó 1 tỷ. Chủ nhà người ta kêu bán 1 tỷ đó. Cái bà đó bà tên gì, tên Châu phải không anh? Anh hai. Chồng chết đó, con Châu gì đó. Ừ. Mà được đó. Ờ bà nói bà kiếm bán được 1 tỷ để bà kiếm cưới chồng khác á. Để tối nay núi lại ăn cắp. Thì cô bà vừa cút. Hồi nãy hai thằng tôi xin trái dừa, thằng nhỏ nó nói mẹ con không có cho đâu. Mẹ con nói là để làm giống. Hỏi mẹ đâu, nói mẹ đi làm rồi. Nó đợi chợ cha về ăn đó. Ừ, nói ngược. Xin nó làm cha nó được. Ừ. Chồng chết rồi. Ờ à, nghe nói chết lúc còn nhỏ mà 1 tuổi giờ nó bự rồi. Đúng rồi. Mà chưa có người nào mà đâu, mấy anh lo cho bà vụ mà cho chồng của cô Châu đó coi. Để chiều tôi cho sẽ quay trở lại. Cô không có chồng nó thiệt chứ bộ. Thiệt chiều quay lại. Đó, bằng mấy miếng đất luôn đó. Thì sao mà ở đây nghe nói là người nào không có chồng anh biết hết trơn vậy? Tại vì mình cũng đi gửi dừa mướn vòng vòng người ta nói cho mình nghe. Chứ không phải cái vụ kia à? Không. Hồi đó giờ gửi dừa nhưng mà anh chưa từng thấy cái dừa đó. Thấy rồi nhưng mà mình không có quan tâm. Thấy ở đâu? À, không, cái dừa đó là chỉ một thôi, còn anh thấy đâu khác cái dừa đó, thứ đó nữa không? Chắc không có đâu, theo em nghĩ thấy là cây dừa là trái vàng luôn nữa. Nhưng mà cái lá vàng xếp kiểu này vàng nè, lá nó xếp kiểu này là lá nào cũng xếp hết trơn á. Ừ. Anh có thấy chưa? Chưa, cái không có để ý nè. Giống như mấy cái đường này ít có rửa dừa nữa, chạy qua lại thôi. À. Mà không có quan tâm, với mình chạy xe mà mình dòm vô lề nhiều quá cái cũng nguy hiểm. Thi gì nó thi ngày võ. Cái hỏi võ gì ra quánh ghi chi ben á, chân cầm cái võ trời cho nó chụp được chín cái võ phải không? Chứ nó không chụp nó trúng mực cái sao? Nó chụp cái tôi đây, đây là võ đan. Nó nói võ đan ta có kiếm sao không có kiếm nó đụng cái võ đó tôi đang tôi đang cái võ đan, cái võ đan. Cái võ bằng lá dừa tính đâu võ dừa, không phải đâu, võ đan. Đập ba cái trái dừa khô ra, lột cái võ ngoài ra, mình làm giống như một cái cánh con chim vậy đó. Bên đây cánh này cánh mình, bữa đó cái mình bặn vô cái mình múa mình nẹo à. Biết võ gì không? Nó hỏi võ gì? Võ công. Nó võ công kỳ á, võ công công đó má ơi. Bi đê mà. Nó nói võ dừa là không phải. Ừ, nó cười lên à, anh nói. Ừ, là ăn rồi. Ừ. Đó, vậy đó. Đợi. Lên chỉ đứng rồi. Cái miếng hồi nãy không có quay được. Ổn quá. Chấm nữa, cứ gãy ngón sao. Đi qua đây quay được ổn quá. Kêu làm lại. Kêu làm rồi. Bây giờ nó. Kêu làm rồi mà. Đợi em cái. Cái miếng hồi nãy quay không được cũng. À, Núi xin chào mọi người nha. Hôm nay Núi có một cái chiêu mới. Chưa. 1, 2. À, Núi xin chào mọi người nha. Hôm rồi Núi có làm clip này clip kia rồi cho anh em tất cả hết trơn đó. Và Núi cũng có làm cho nhà nữa nhưng mà chưa có làm cái chiêu này. Cái chiêu này là Núi mới suy nghĩ ra. Để là có cái chiêu này độc quyền lắm nè. Vậy đó. Đứng trước được một con người. Trời ơi. Đứng lên. Ồ anh Bình ơi, anh nhiêu ký anh Bình? À, tầm khoảng cỡ 55 ký à. 55 ký. 60 cũng không sao. Rồi giờ mình đứng một trò đó ha. Rồi đứng thẳng, đứng bỏ vào kia lên luôn. Rồi chứ. Rồi đứng bỏ vào kia lên luôn. Anh buông cái tay trên luôn đây chứ. Buông cái tay luôn. Té. Đâu té. Đúng rồi đó. Trời. Không đứng không. Ấy. Không được. Anh đạp nghe. Đứng phải ngay cái cụm này nè. Ừ. Đứng ngay cụm. Thôi đi không được đâu. Đứng đây. Thôi đi. Anh kia đừng có đạp ngang được, anh cứ đứng thẳng lên. Rồi dùng nội công đi, em hơi lên anh Núi ơi. Em hơi dùng nội công. Rồi chứ, đứng thẳng rồi. Buông cái tay trên ra luôn đi. Buông ra. Được. Gãy. Gãy cho được, ngồi tay dùng cái lực cái gì. Đi thuốc ở đâu đó rồi lấy vậy? Bữa nay có ba men vô anh đang biểu diễn các bạn. Trời. Ghê. Trời. 2 3. Bữa nay say quá lên không nổi đâu nhưng mà lên được. Lên. Trời. Quá dữ, vỗ tay các bạn ơi. Con trò này á, bỏ lên kinh cẩu đứng lên đi một khúc, muốn đi quay lại. Thấy rồi, đá lên. Đá. Đá. Đâu có, cái giò đứng bỏ lên cổ đứng lên đi luôn nè. Ta đá dắt cổ luôn á. Đá dắt cổ đâu không được. Cái đó nó thiệt. Hỏi kẹt đi coi rồi đó. Đá chứ làm thiệt không à, chứ không làm chơi. Giò bỏ lên cổ đứng lên đi à. Xong chưa Núi ơi? Rồi. Rồi có thể anh sử dụng bản năng của anh hết cỡ đi anh. Rồi. Cứ tự nhiên như người Long Xuyên nha anh. Rồi.
Tới chưa Núi ơi? Hả? Tới chưa? Tới rồi. Mấy giây rồi lên tới vậy anh? Chắc cỡ 30 giây. Dữ vậy ta. Rồi tới làm sao nữa Núi ơi? Bây giờ bá đạo. Rồi anh làm thoải mái đi. Rồi. Coi trên clip rồi làm bá đạo thấy ghê quá mà sao giờ tôi đợi anh lâu lắm không thấy ghê cho người ta. Mình làm cho nó thắc mắc được gì mà. Vậy đó hả? Trời. Đang chờ đợi nghe các bạn. Đó. Tới ảnh sao đây? Bây giờ xuống chứ sao nữa? Cái gì? Ấy trời trời. Tự nhiên xuống à? Ghê quá các bạn ơi, trời trời. Cái đó là anh dùng cái gì vậy anh nói? Dùng kinh công bá đạo. Trời trời. Lỗng, lỗng trong mèo luôn. Trời trời. Trời trời. Có thằng chụp không Núi ơi? Không. Trời trời. Ai dính chợ? Trời trời. Ôi trời trời trời. Anh tiếp tục lên hả Núi? Hả? Lên luôn hả? Thôi lên khúc cho chơi vậy thôi chứ mệt rồi. Trời trời. Trời quá vậy Núi ơi. Núi còn cái chiêu lên bằng đích gì đó đó nhưng mà Núi bữa nay mệt rồi. Vậy đó hả? Núi đã thành công. Trời trời. Ủng lòng ủng một chiến đi của mấy anh xuống tới đây tè. Rồi bây giờ xong rồi cái vừa lỗng mèo bá đạo rồi xong rồi giờ đi qua bên đó. Anh qua đó thì em làm một cái đoạn video đi trên không. À đi trên độc vừa. Anh coi nhưng mà anh chưa tin phải không? Chưa tin, bữa nay là tận mắt chứng kiến luôn. Ừ. Mà anh cũng cảm ơn. Chút nhớ cho ly trà đá nha. Rồi ok. Cái này qua cái này luôn là không xuống đất mà đi trên ngọn vừa luôn, đi hết này luôn chứ. Dữ quá ta. Luôn. Mấy anh này ảnh coi trên YouTube nhiều lắm rồi mà anh không tin. Không tin. Bà đó mày leo thường ngày giờ mày thử nó vậy. Tao có làm cho mấy ảnh tin chứ không có thử. Làm thiệt luôn làm hả? Làm thiệt luôn à. Bữa nay làm thiệt không có làm thử nữa. Rồi sao con leo sao? Con đi trên đọt vừa không cần xuống đất. Đó sao con. Bà bớ con mày vừa thôi. Mình biết gì làm nấy. Rồi cút. Nó nói là con người vừa đó. Đây à. Núi đi tới đâu cũng ai cũng khoái cũng thương nhận luôn hết trơn á. Thôi mẹ ơi. Không bữa ra để tặng mắt cho con chứng kiến mới được. Được không? Dạ. Ghê quá các bạn ơi. Con ơi con đó. Dạ dạ. Đây nè. Thì con có coi trên YouTube con thấy ảnh thôi chứ chưa tặng mắt chưa thấy. Ảnh là nói thì sao không tin. Đúng rồi con nói là chịu chịu rồi. Nói thì sao không tin mình phải làm cho ta tin. Đúng rồi con nói là. Dạ Núi lên cây đầu tiên rồi đó nghe. Mình lớn nha mày. Tao có bằng đâu. Đúng quá tao chứ mày đó. Sẵn đây là Núi cũng đợi em cái thì chưa Núi một hai à, Núi cũng nói một câu sẵn đây mấy anh lỡ xuống tới đây rồi với Kiệt đồ với chỗ con Lý là xuống tới đây rồi mình mới kết lý nhau nãy giờ là xuống tới đây rồi làm mấy cái chiêu trò sáng giờ là đã làm hết rồi chưa có hết nhưng mà làm rồi nhưng mà sẵn đây cho biết nhà của dòng họ Núi luôn đây là nhà của cậu đất đây này cậu có trồng mấy cây dừa mà cái trái trắng trắng lạ lắm đi ra coi đi sẵn cho biết luôn đẩy lên trên đây là giờ có nuôi gì không à, không biết cậu có nuôi gì không nữa đất tới bên đó đó đất, nguyên cái bờ ấy luôn đó mà cái này hồi đó ông ngoại ông còn sống ông nói là cho cậu bảy rồi còn cậu út từ cây dừa trở lại dưới đó nuôi gì đó, anh nuôi hết dưới đó gì đó hả? Cố gắng nữa. Nè vừa nè thấy không? Không trồng vừa gì lạ cái lớn. Trồng cái đó sao bán được? Nó uống nước ngọt không? Cũng không có uống. Bán hết trơn rồi. Không nói rồi hả? Còn bên đây nè. Còn một bên đó hả? Để đi qua bạn. Ổng bắt đầu lắm chứ ngoài nè. Đây nè. Trời ơi cậu nè. Ở nhà ơi quá trời thằng ơi. Ăn cắp ếch nè. Làm clip ăn cắp ếch đây. Vậy đâu mấy ơi. Con ếch vàng kìa. Con ếch vàng sao bắt được ta? Bự dữ vậy. Tạo bự kìa. Sốc chưa? Trong đây hai ba con đây nè. Ô ếch vàng. Ủa cái bụng nữa kìa. Sao bắt được nó? Lại nó phóng không ạ? Dễ bắt được nó. Thôi mình dở nên thấy được rồi. Ừ. Trong đây cũng còn nữa. Đó, ok xuống rồi. Đi xuống rồi.
Rồi đi ra quay dừa đi. Lâu lâu gặp mấy giống dừa nó ác vậy ta. Hồi nãy dừa đỏ đúng không? Ừ. Bây giờ tới dừa mà gần trắng. Dừa vàng. Dừa vàng, à, không, cái này cũng không vàng hung. Hồi nãy dừa đỏ giờ tới dừa vàng, rồi đúng rồi dừa vàng đi. Nè. Trái mà nằm dưới đất luôn nè. Cái này nó mới ra chừng tháng ngoài, nó còn nhỏ. Hồi nãy là dừa vợ dừa đỏ chứ giờ dừa vàng vậy. Nguyên một bờ luôn chứ không phải một cây đâu, nhiều lắm đó. Nguyên khu vực này đứng đây là quay tới ngoài kia luôn. Bây giờ ở đây mấy anh tôi từ giả anh luôn nè, giờ từ giả khán giả luôn đi. À, Núi xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay thì Núi cũng gặp chỗ anh Hoài Linh với chỗ Minh Kiệt với chỗ Lý Bình thì mới kết lý từ hồi sáng giờ thôi, nhưng mà hôm nay Núi cũng nói một câu là đến đây gặp được Núi là Núi cũng mừng rồi, nhưng mà Núi trong sau mà anh em cứ gặp hoài như vậy là mừng thấy sao không, thì anh em xuống đây gặp Núi thì anh em tốn tiền xăng không à. Câu đó nói chơi nha, chứ thật sự là Núi cũng mừng cho anh em với Núi mừng cho bản thân mình là mình ở một cái khu đất mà không đâu ra đâu và ở tận rừng sâu vậy mà mấy anh từ Bình Dương rồi Bến Tre rồi mấy anh Bạc Liêu rồi với mấy anh hôm nay là xuống tới đây tìm gặp Núi đang để giao lưu á, thì Núi rất mừng vì là cha mẹ Núi cũng vẫn mừng luôn, bởi vì mình cha mẹ của Núi là chắc tự hào là có một người con sống như vậy mà có những cô anh em rồi xuống đây tìm tới Núi á để giao lưu á, thì cha mẹ cũng tự hào mình có người con được như vậy là cũng rất cha mẹ rất mừng, mà bản thân Núi cũng mừng được anh em tìm tới mình đó, rồi mình cũng mừng là chỗ anh em tìm tới mình, rồi mình cũng mừng là anh em kết bạn với mình. Chứ còn hồi đó giờ Núi sống ha, ít có ai biết Núi lắm, nó là như vậy. Rồi hôm nay Núi xin chào khán giả mọi người, hẹn mấy anh xin chào mấy anh luôn ha. Hôm nay là Núi xin chào rồi hẹn lần sau đi, rồi xuống đây Núi sẽ làm những một cái động tác cũng minh dừa nữa, độc đáo hơn và nó sắc sảo hơn và nó có thể hay hơn, để đêm nay mấy anh về Núi nhà cứ suy nghĩ nó là gì. Rồi vậy nghe rồi Núi xin chào tất cả mọi người, hẹn lại video sau. Bây giờ muốn lột liền đi, bây giờ đang có đòn nè. Lột luôn đi, lột luôn đi. Bình Dương xuống hả? Bình Dương xuống nè. Lột vừa tươi luôn, bẻ cho vừa luôn, đáp xe xuống. Ê, các bạn ơi, hôm nay tình cờ đòn của chúng tôi có đi về, rồi cái anh ở đây ảnh đã coi trên cộng đồng mạng, ảnh đã nhìn thấy là anh Núi này lột dừa rất bá đạo, nên hôm nay ảnh yêu cầu cho anh Núi, ảnh yêu cầu anh Núi có thể lột chơi bằng miệng cái ơi, lột chơi bằng miệng cái ơi. Em bẻ đại trái dừa em lột cho anh, dù nó không khô nó tươi cũng lột được nữa. Đại trái quá máu lửa các bạn ơi. Cái dừa hấp nhũng chẹo gì? Đó anh lại đằng kia lại săn đây rồi anh diễn luôn. Em gái này coi ơi. Coi kỹ quần kéo con tia cho để lại tao. Rồi nào lọc ơi, rồi cắn ơi, lọc 30 giây xong trái dừa á lấy vô. Ê, từ từ anh đang điều khiển. Để xuống cho mạnh tay vậy đó, lần lọc nó không hiểm. Gắn cầm lên đi ơi. Dắt xe chứ tới giùm chú. Gồng lên luôn hả? Gồng lên đi ơi. Thôi gồng lên chút lấy. Vô lấy khăn hoàng cho nó quấn cái đầu mình khắc. Đây đằng Núi nè cô ơi, Núi U Minh đó, Núi gần U Minh Thượng, Núi gần U Minh Thượng. Đây khán giả quá nhiều các bạn thôi. Mới mốt đổi kênh là Thánh Lê Dừa, tên là tên Núi nhưng mà sự thật là các bạn có vô xem này là bấm là Thánh Lê Dừa là gặp anh Núi chả nó. Quên nó lọc nha, tên đó là tên Núi nhưng mà đều gắn hổ cắn nó mấy lần mà cũng không chết luôn đó. Thì ghê trời. Trời, gắn hổ cắn nó mấy lần đâu chết đâu. Ghê vậy? Vậy là cái nọc ảnh hơn nọc gắn nữa. Có lộn một tay, vừa khô mà lộn một tay nữa mới ghê vậy chứ. Tình cờ mấy anh em chúng tôi đang trong kia về. Nào mà cá lộn lộn bốn cái dừa mà hết cây nhang à, ăn thùng bia nữa. Các bạn thấy ghê chưa các bạn? Không sức tưởng tượng được. Găng của anh đúng ra là cái găng này là dũa rồi. Nếu như mà anh đi lên Sài Gòn mà gặp nha khoa sĩ mà đưa cái hàm găng của anh Núi ra thì không có kìm nào nhổ ra. Không thể kìm nào mà nhổ găng nổi. Ê, các bạn thấy mình bạn sợ không? Từ nhỏ tới lớn là năm nay ba mấy tuổi mà chưa thấy găng mà. Ba mấy tuổi chưa cái găng. Ba mấy tuổi chưa thấy cái găng nổi chứ. Quá ghê các bạn ơi. Thấy chứ không sợ.
đâu có ăn thịt mình đâu mình sợ. Ở đây có các đồng đội nó cắn nó mấy lần mà nó không chết. Ghê chứ mà không, không lấy nọc luôn. Có đi gần chúng tôi mà. Đi gần chung luôn. À, mà gắn hổ cắn mấy lần luôn, không xanh dọ luôn mà không chết. Lúc đó còn gắn hổ nó bị hết nọc rồi. Cắn 3 lần luôn mà không có lầy nào lấy nọc chứ mà nó lấy của ống nó thật hai vô cái hết. Trời ơi trời, một tăng một chưa đầy 30 giây các bạn. Thì các bạn xem video các bạn có đã nhìn thấy. Xuyên lại đây, tắt hành lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, có mất cây găng nào trong đó không? Còn có dính cây găng nào ở trong cái mấy miếng đâu. Có sót cây găng nào này không? Anh lục lại anh. Thoát tiền quá các bạn ơi. Xuyên lên. Cố lên. Cái dừa để giáo nhỏ quá. Còn vô lột hoài lột hết. Rồi xong, qua thành, qua thành, qua thành. 30 giây. Quên. Kiếm chơi găng coi có máu không? Ít tiêu găng là kiếm mới được. Ờ, găng không rớt đây. Găng ơi, còn nguyên không? Hả, găng ơi coi. Dính sơ dừa không à? Ờ, trời trời. Nguyên không à? Đập cái lô. Ê, các bạn ơi, thấy ghê quá, anh tính đập cho đầu anh các bạn ơi. Đập cho đầu chứ. Không đập có lấy ai, không đập lấy ai. Ờ, đúng rồi. Luôn luôn. Ngon không? Trong người khổ rồi. Nó ngọt khua nước đường chút xíu. Ờ, trong thời gian anh Núi đang trên đường về mà anh này ảnh chưa có tin. Trời ơi, vừa này vậy chứ gặp vừa khô là không được luôn. Hôm nay anh bắt gặp được anh Núi, anh quát anh kêu lại là xử lý ngay. Video để chữ thánh leo dừa. Bữa nay mới gặp mặt hâm mộ anh. Ủa sao em mới chạy xe ngang anh biết vậy? Anh Núi bẻ trái dừa lọc thử coi chơi. Đón từ sáng giờ đó, đón từ sáng giờ. Hồi nãy tôi đi ngang là ông kêu đó. Đón luôn hả? Đón luôn, ông kêu ông trời hỏi ông. Nãy gì mình đi đường kia hả? Lúc trước đi đường kia, ông kia ông đón nữa. Trước đi trong rừng, mình đi thượng rừng sọp á, gắn hổ cắn nó ngay đây là ba lần luôn mà còn sợ đâu quý. Quá trời khán giả luôn nè các bạn đang hâm mộ anh Núi. Chị cảm nghĩ của chị khi mà anh Núi anh lột trái dừa xong chị nghĩ như thế nào? Có gớt ăn không chị? Hay. Thấy thấy hay sao chị không có vỗ tay? Giờ vỗ tay á, giờ vỗ tay. Vỗ tay đi. Hay rồi. Trời trời anh kia anh diễn gì nữa vậy? Ôi trời trời. Ôi trời trời trời. Trời trời. Ôi trời trời. Cần lộn con mắt bằng con dao chứ là không bằng tay bằng gì hết trơn. Ôi trời trời. Ôi trời trời. Trời trời trời. Không rồi, không rồi, không rồi. Từ từ nha. Lặp lại, lặp lại. Từ từ. Ê, từ từ. Đưa cho núi lòng thử coi. Núi lòng thử coi. Ê, từ từ để anh làm đi, để anh làm núi. Từ từ cho anh làm. Từ từ để núi. Núi dùng con ngón tay núi lộn luôn nè. Xin chào các bạn, mình còn nhiều chiêu trò lắm, nhưng mà bữa nay chỉ tên nhà ở U Minh Thượng. Cho xin số điện thoại luôn. Anh nhờ con cá ở U Minh Thượng, số điện thoại 038 511 7595. Anh còn cái tài gì nữa không? Rất nhiều tài, nhưng mà bữa nay là mình mất đi công việc rồi, không thể nào nán lại đây để đổ tài với các bạn được. Rồi, vậy xin là chào quý vị khán giả, hẹn lại dịp khác. Không, anh này có cái tài nữa, nó biết. Ha ha ha!